Cái logo Fujike được thêu ở ngay góc bên này, đúng không? Thêu ở ngay góc bên này để đảm bảo là tránh tình trạng bị nhái, bị giả khi mà ở Việt Nam tình trạng là các bạn ấy nhập hàng trắng sau đó dán tem vào rất là phổ biến. Đó. Chào các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn một chiếc ghế massage ở trong phân khúc khoảng tầm 20 triệu sẽ có gì. Và đây là một sản phẩm với sự cải tiến rất là chi tiết đến từ Fujike. Và tôi là Chu Quang Huy. Đầu tiên về cảm quan, các bạn có thể thấy rằng đây là một chiếc ghế massage với một cái chất liệu da rất là đẹp, đúng không ạ? Mềm, mịn, đó. Thứ hai đó là cái logo Fujike được thêu ở ngay góc bên này, đúng không ạ? Thêu ở ngay góc bên này để đảm bảo là tránh tình trạng bị nhái, bị giả khi mà ở Việt Nam tình trạng là các bạn ấy nhập hàng trắng sau đó dán tem vào rất là phổ biến. Đó. Thứ ba đó là đây là chiếc ghế được sử dụng công nghệ hiển thị bằng tiếng Việt, với 6 tập tự động, và gần 10 tập tùy chỉnh, các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng đáp ứng gần như toàn bộ các cái nhu cầu của mình ở trong cuộc sống hàng ngày về massage. Đó, chiếc ghế này thiết kế rất là rộng rãi nhá. Đây, tôi sẽ ngồi thử cho bạn xem. Đó. Chỉ là lối một thao tác này. Ghế này bật điện chưa? Đúng không? Chỉ một thao tác thôi. Là cái ghế sẽ bật lên và nó tự động nó ngả ra và vào bài tập tự động ngay lập tức ạ. Chiếc ghế này nó sẽ phù hợp hơn đối với những người có độ tuổi khá là lớn. Ví dụ như ngoài 70, 80 hoặc 90 thì nó là một chiếc ghế massage rất là nhẹ nhàng, để các bác, các ông, các bà có tuổi sử dụng nó một cách đơn giản và thuần thục nhất. Đó, với thiết kế nó đơn giản và trang nhã như này thì khi các bạn để ở trong không gian gia đình của bạn, nó sẽ mang lại một cái cảm giác nó vừa sang trọng, nó vừa tinh tế, nhẹ nhàng mà không hề phô trương, Chiếc ghế này có 6 cái tập tự động như mình. Đó là mình có thể bật chế độ xoa bóp này, chế độ thư giãn, chế độ thể thao, chế độ êm ái, chế độ du ngủ hay là chế độ massage tự động. Đó, 6 cái tập massage này để giúp cho bạn có thể tối ưu được gần như là tất cả các cái nhu cầu của mình. Trong cái quá trình mà mình sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra thì mình có thể điều chỉnh để cho cái ghế hoạt động với những bài tập nó từng vùng, từng khu vực khác nhau. Ví dụ như mình bật túi khí tự động này, hay là túi khí vùng vai, vùng tay riêng, vùng đầu gối riêng, đúng không ạ? Vùng chân riêng, và mình có thể tùy chỉnh ở các cái áp suất túi khí. Đó. Ngoài ra các bạn có thể bật các cái bài tập massage về chuyên sâu hơn, ví dụ như là chế độ massage tùy chọn, nó ấn, nó miết hay là nó day không thôi, đúng không ạ? Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn thêm các cái bài tập massage sâu, massage vùng thân dưới mạnh hơn ở vùng chân, đúng không ạ? Và tùy chỉnh thời gian của mình có thể lên đến tối đa là 30 phút. Tôi nghĩ rằng với một cái mức giá chỉ bằng một chiếc điện thoại không phải là xịn nhất, một chiếc điện thoại gọi là đời thứ hai đi, một chiếc điện thoại khoảng hơn 20 triệu hoặc 20 triệu, cả gia đình của bạn có một sản phẩm sử dụng hàng ngày thư giãn và nó mang lại một cái tâm trạng rất tốt khi mà chúng ta đi làm về, chúng ta mệt mỏi và có một chiếc ghế massage như này, với cái bộ phận da ở bên ngoài nó khác so với những sản phẩm giá rẻ trên thị trường, đó là chỉ sử dụng cái da phun và da gọi là cái phẩm chất nó không được cao cấp cho lắm, thì khi mà chúng ta ngồi lên rất dễ gặp tình trạng kích ứng, bị dị ứng, và dùng sau thời gian thì rất dễ gây tình trạng lổ bong chóc cái phần da này, đúng không? Thì với mẫu FC99 phiên bản mới này, nó sử dụng cái da của nó là da semi cao cấp, nên khi quá trình các bạn sử dụng nó rất là bền, rất là bền bỉ, và nó chống cái việc là thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt. Tôi cũng không nhớ rằng cái lần cuối cùng tôi quay video review về cái massage là bao lâu rồi, nhưng mà rất lâu rồi, chắc phải đến nửa năm rồi. Khi mà công việc của tôi nó bận quá thì cái việc review ghế này nó bị gián đoạn mất một thời gian. Hôm nay tôi review lại cho bạn là vì là đây là một mẫu ghế mà tôi cực kỳ tâm đắc, từ đường kim mũi chỉ, rất là chi tiết, và đặc biệt tôi rất yêu thích cái logo ở phía sau này các bạn. Logo ở phía sau này tôi phải làm được với hãng, đúng không ạ? Liên tục trong khoảng một tuần liên tục để làm sao ra cái logo ra đúng cái màu chỉ và nó chi tiết như này.
các bạn, nó chi tiết như này, cho đến cái màu da này, cái màu da các bạn, em quay camera quay sát sát đây một tí, quay sát đây, đúng không ạ? Da nó không phải là da trơn bình thường mà đây là dòng da xước, đúng không ạ? Rất đẹp luôn các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Và đây là một chiếc ghế mà tôi nghĩ rằng với cái khoảng giá tầm khoảng 20 triệu, bạn rất khó để tìm thấy ở trên thị trường ghế massage ở Việt Nam có một dòng ghế có thể là thỏa mãn cho bạn được nhiều yếu tố như vậy. Và đặc biệt với các cái dòng sản phẩm của Fujicare, các bạn hoàn toàn có thể được nâng cấp miễn phí trong vòng 12 tháng. Ví dụ như là bạn mua một chiếc ghế trị giá khoảng 10 triệu đúng không ạ? Một năm sau, trong vòng 1 năm mà các bạn nâng cấp lên cái ghế trị giá là 20 triệu thì bạn chỉ phải thêm 10 triệu tiền trên ngành thôi. Bạn không mất tiền khấu hao của sản phẩm đó trong vòng 12 tháng các bạn nhé. Cho nên với sản phẩm như thế này, chúng tôi sẽ thiết kế để sử dụng những cái sản phẩm, tức là để làm những cái sản phẩm nó gọi là gì ạ, để cho mọi người trải nghiệm, để cho mọi người thấy rằng một sản phẩm với giá hợp lý như vậy mà chất lượng, cái độ hoàn thiện nó cao cấp đến như thế, thì tôi tin chắc rằng các bạn sẽ có cái lựa chọn cao cấp hơn để sau này, giống như bao khách hàng khác của Fuji, đúng không ạ? Mỗi ngày tôi có rất nhiều khách hàng nâng cấp lên, và mỗi ngày tôi có rất nhiều khách hàng được khách hàng dùng rồi giới thiệu. Tôi là Trung Công Huy và cảm ơn bạn rất là nhiều, các bạn xem đến đoạn này của video, nhớ chia sẻ video này đến với bạn bè của bạn, và đặc biệt là gì ạ, hãy đăng ký kênh, hãy like kênh, hãy đăng ký kênh, và hãy mời bạn bè thích kênh YouTube của tôi để tôi có thể làm nhiều hơn các video chia sẻ mọi người các cái dòng sản phẩm ghế massage các bạn nhé. Xin chào bạn, tôi là Trung Công Huy, bye bye.